Chào toàn thể các bác bẫy chim đêm. Hôm nay shop xin làm một cái clip để giới thiệu với các bác về cái chiếc âm ly MXZ này. Một cái âm ly tính đến thời điểm hiện tại đó là một cái âm ly nồi đồng cối đá bền nhất hiện nay và ít bị lỗi. Thì như các bác biết rằng từ trước đến nay thì các bác đã dùng những cái dòng âm ly đời cũ hơn, đời ra trước, đó là những cái dòng âm ly Son 288B hoặc là 253. Thì đây thì hiện tại thì cái dòng âm ly MXZ này nó đang làm mưa làm gió trên thị trường, bởi vì cái độ pin và cái độ bền của nó đây. Và một cái âm ly thì bao giờ cũng đi kèm một chiếc điều khiển như thế này, không thể thiếu. Có khi số không nói đến cái điều khiển nhưng các bác cũng thừa biết rằng âm ly và loa lúc nào cũng có điều khiển đi kèm đấy. Và đây là bên ngoài của cái chiếc âm ly MXZ này, như các bác có thể thấy các thông số nó hiện hết lên đầy đủ ở cái bao bì. Và bên trong thì đó là một chiếc âm ly màu đen. Để giải cho các bác xem. Đây, đó là một chiếc âm ly màu đen như thế này. Mỗi một dòng âm ly thì nó đều có một cái màu đặc trưng riêng của nó. Thì các bác cứ nhìn thấy màu đen thì là biết là các âm ly MXZ. Còn màu xanh thì là 263B hoặc là 253. Còn màu bạc thì nó là một cái dòng âm ly Son 288B. Và shop bán hàng online qua hai cái đầu số như thế này. Bác nào đặt hàng hoặc có thắc mắc gì thì vui lòng điện đến hai cái số là trực tiếp. Nhân viên tư vấn và nhân viên kỹ thuật của shop sẽ luôn túc trực ở hai cái đầu số này. Xin cảm ơn các bác khi các bác cố gắng làm sao mà tạm dừng màn hình để lấy lại hai cái số điện thoại này nhé. Và đây là cái chiếc âm ly 2MXZ này. Thì bây giờ em xin giới thiệu qua về các thông số của nó. Đây, như các bác có thể nhìn thấy nút power nó nằm luôn đằng trước như thế này. Nó khác một vài cái dòng âm ly khác, nó nằm ở đằng sau. Và đây là nút chỉnh âm bass, chest này, nút volume này. Đấy. Cái này là volume của mic nhá bác nhá. Ở đây nó có hỗ trợ một cái ổ cắm mic để các bác có thể giải trí bằng karaoke. Và đây là nút chỉnh volume của mic. Còn nút chỉnh volume của âm ly thì nó ở đây cơ. Đấy, nút đó ở bên này nha các bác nhé. Ở đây cũng có nút chỉnh volume to, volume bé này, stop play đều có này. Và cái dòng âm ly này thì nó cũng chạy qua hai cổng dữ liệu thẻ nhớ SD và USB. Đấy, nó chạy qua hai cổng thẻ nhớ đấy. Có thêm một chức năng đó là MP3 và FM. Các bác có thể nghe đài FM ở trên này. Một cái chức năng phụ để cho các bác có thể giải trí những lúc các bác ngồi đợi chim chẳng hạn. Đấy. Và đây đằng sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái chiếc âm ly này. Đây là cái các bác chắc cũng biết và thừa hiểu đây là cái cột anten, cột bắt sóng của nó. Đấy. Để các bác dùng nghe đài FM ấy, tần số FM ở đây. Và đây có một cái chức năng và em muốn nhấn mạnh ở cái âm ly MXZ này, đó là nó có thể chạy được cả nguồn điện 12V và nguồn điện lưới 220V như thế này. 220V và 240V như thông số các bác có thể nhìn thấy ở đây. Như những cái dòng âm ly cũ thì nó không có cái chức năng mà chạy cái nguồn điện 220V này đâu. Thì nhưng mà những cái dòng âm ly hiện đại mới năm 2018 này ra thì nó đều hỗ trợ những cái nguồn điện 220V như thế này. Đấy. Phòng trừ những cái trường hợp mà mình có thể dùng được nó, nhiều khi tận dụng rất chi là tốt chứ bác. Nó không đáng hơn những cái dòng âm ly kia bao nhiêu tiền cả. Nó vừa chất lượng hơn, nó lại vừa có những cái chức năng cải tiến hơn. Thì các bác cứ cân nhắc khi mua cho mình một cái âm ly như thế này nhé. Đây là cái một cái điểm đặc điểm riêng biệt và nổi trội của cái dòng âm ly MXZ này. Và các bác có thể đấu loa qua những cái cổng âm dương ở đây. Đấy, cổng ở đây. Nút đỏ bao giờ cũng là cực dương các bác, đen thì là âm hoặc là xanh thì là âm. Đấy các bác lưu ý dùm em nhé. Điện trở của nó từ 8 ohm đến 16 ohm. Đấy. Các bác có thể thông số để ý thông số thoải mái. Ví dụ như một cái chiếc loa check có 5W thôi thì với cái dòng âm ly này thì nó chắc cũng phải chạy được rất chi là nhiều cái loa check đấy. Một cái âm ly như thế này nó tầm 600W các bác nhé. 600W, tại khoảng 600W. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì alo tới shop. Đây là một cái clip rất ngắn em giới thiệu với các bác về cái âm ly MXZ này.
Và các bác muốn tìm hiểu thêm hoặc cái cách cái hướng dẫn sử dụng hoặc là cái cách đấu vào loa thì các bác vui lòng tìm kiếm trên YouTube shop Linh Bống, là các bác sẽ được xem những cái video clip khác hướng dẫn các bác sử dụng hoặc là đấu trực tiếp như thế nào đấy. Đấy, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này, một cái video rất ngắn để giới thiệu các bác về cái chiếc âm ly MXZ này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo nhé.